Hủ cốt hả? Hủ cốt của bà này, Dạ. còn này của ông cậu. Ờ. Đi học nữa được cái mới bỏ cuộc đi học lớp 12 đi, lỡ dở rồi ở cho có bầu thì cũng như gia đình nó bước ra đi ba chỉ vàng rồi rốt cuộc lại cũng lột tay lại trả nợ trơn rồi đâu còn. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn cái Tàu Hạ của huyện Châu Thành, tỉnh Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp với cô bác quý anh chị để tìm về gặp cô này. Nghe nói khổ. Chào cô. Dạ. Dạ. Rồi. Ủa, mắt cô sao vậy? Bị xe nó quẹt, cũng như xe mình đi trên này đi xuống phải không? Ở bên kia nó phóng ngang vậy nè, nó sắn vô. Dạ. Rồi cái hai bà cháu bị hết trơn luôn. Rồi. Rồi cái rồi giờ bà ngoại nó không lo được tiền mà về đóng tiền nước nữa, giờ cắt nước rồi, giờ không có nước xài, mới xin bình nước uống. Yeah. Cô cho con vô nhà dạ, cô với. Dạ, rồi vô vô. Cô đi, cô đi không được không? Được, đi. Đi đi, được đi cô. Cô đi, bà mình bà mấy hết trơn. Nhà cô có mấy người? 6 người với đứa nhỏ là 7. Nó tiếu á. Dạ. Ôi, nhà sao làm gì mà lũ khủ với cô ha? Bị gì người ta cho ba cái giấy dụng về mai bợ bán đó con đừng kiếm tiền. Dạ. Chứ nhà thì không có tiền rồi người ta cho về đồng mai ba cái bợ nhắc nồi á. Giấy dụng ở đâu có cho của, cô? Chị mai đó con. Dạ. Cái này về cắt gì nè con? Cắt vuông vuông gì nè rồi mới nấu giải vô mai nè. Ngày cô bay được nhiêu tiền? Nó mai kiếm vài chục vậy đó. Đây nè, nấu ra giấy dụng gì nè con. Dạ. Rồi mới gáp lại mới ở ngoài da. Còn nó nằm ruột. Ở bật đèn lớn lên sáng lên cho con với con. Rồi. Bán kiếm bữa vài chục vậy đó. Hôm qua cô nói là có đứa rồi. Con gái bị bệnh tim hả? Cô. Cô hả? Cô. Cô nhà cô có 7 người. 7 người, cô là đầu cô, tiên. Cô là mẹ. Mẹ, còn đứa đó là con gái. À. Còn ông xã thì chết nè, ngồi đây. Ông xã này hả? Cốt của ông hả? Không, cái đó là ông cậu với bà ngoại. Đó, ổng đó. Năm nay, hồi chết năm 99 tới giờ. Còn này là bà mẹ. Này, ông ngoại, bà ngoại nuôi hồi nhỏ tới lớn nè. Đây là hủ cốt hả? Hủ cốt của bà này. Dạ. Còn này của ông cậu. Ờ. Rồi giờ thờ. Dạ. Con xích ra cho cậu nè. Thôi, không sao. Rồi cô có cái bệnh tim, cô hay mệt, uống thuốc hoài, người ta cho tiền bao nhiêu thì uống nhiều. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? 71 tuổi rồi con. Con lớn của cô là bao nhiêu tuổi? Có một đứa một đó. Ủa, có một người con mà có con... một người con rồi ba. Ôi, rồi chồng thì mất rồi. Chồng cô hồi mất, còn nó thì chồng nó đầy đủ. Gái của cô là có một người chồng. Dạ. Cô có người con gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó 42 tuổi rồi. 42 tuổi. Người con gái của cô nó đi bán lông thảo viêm tay đó con. À. Rồi về nuôi gia đình, rồi về cái ngồi mai nấu giải gì nè con. Đó người ta thấy vậy, người ta lợi, người ta coi, người ta chơi, rồi người ta thấy vậy người ta mới cho dễ dụng mà người ta mai đồ quần áo em bé nè. Rồi người ta cho với ba cái đó đó, người ta cho về mình nấu lên mai. Là con, cô có con gái với lại con rể? Không, có nhiêu đó thôi. Là hai người, là ba người với là mấy người cháu? Ba đứa cháu ngoại, đứa cháu cấp. Là cháu cóc bà sao cô? Là cái thằng nhỏ xíu nãy đó. À. Sao con bỏ em hỏi coi? Trời ơi. Đó nhỏ đó là con của nhỏ cháu ngoại. Ừ. Để cô kể cái hoàn cảnh rồi con mới hiểu biết, cũng như nó là học lớp 12 nó lên lớp nha. Con gái cô ha. Con cháu ngoại á. Cháu ngoại nhỏ lớn đó, lên lớp 12. Mẹ ơi giờ mẹ lo không kịp với nhỏ em thứ ba. Thôi mẹ cho con đi làm đi, rồi nó xin vô chỗ cái xưởng may này nè, may tư nhân nè. Nó mới mai cái thằng nọ, nó mới quen nó đi. Quen cái nó mới tưởng đâu là rủ đi uống nước, nó không có ngờ rủ đi uống nước mà rủ đem về nhà nó. Nó mới làm ăn nhỏ đi. Nhỏ rồi đâu có biết cái gì. Cái về nhà nó mới lột đồ nhỏ, nhỏ khóc nhỏ la quá trời, nhỏ về nhỏ mới mét mẹ nó. Đi xuống mới báo công an. Công an mới kêu mời đi, mời ra rồi nếu mà xử á, hả bước tới thì thôi, còn không bước tới á thì là hả cho nó ở tù. Cái gia đình nó đi bước tới rồi cái bắt đầu nó bắt buộc cái con nhỏ mẹ của thằng này nè thì đi lo đi mần mướn á, tao đưa mày lên thành phố á, mày mần mướn rồi á
về đặng cho con tao nó lo tiền cho tao, tao trả nợ. Còn mày lo nhà cửa với lo ăn. Con này nó trời ơi, mẹ tôi nghèo khổ, tôi không có tiền mà sao biểu như vậy. Cái rồi ở đâu được mấy tháng cái có bầu thằng này đi. Cái rồi nói mẹ, mẹ con có bầu, mẹ có bầu mày để phá phá. Con này nó nghe vậy nó tự ái, cái bà bắt con bây giờ luôn. Bây giờ nó đi đập đá rồi. Dạ. Có nghĩa là con cháu ngoại của cô là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Là không, như nó 20 tuổi là học lớp 12 đó. Nhưng mà giờ lỡ dở là bỏ học rồi giờ có con. Có nghĩa là đang học lớp 12 bị cái người kia dụ, cưỡng hiếp. Thì nó đi mặn mướn đó, rồi cái mặn chung đó. Dạ. Nó mới dụ đó. Cưỡng hiếp. Rồi cái rồi về cái không có đi học nữa được, cái mới bỏ cuộc đi học lớp 12 đi lỡ dở. Rồi ở cho có bầu. Thì cũng như gia đình nó bước ra. Đi ba chỉ vàng rồi rốt cuộc lại cũng lột tay lại trả nợ trơn rồi đâu còn. Còn bé này là sao? Là em của nhỏ này. Em của nhỏ chị nó đó. Dạ. Út hết á. Rồi bây giờ cái chị cái em kia rồi. Rồi. Với à Xuyên à. Còn đứa cũng bị tai nạn như tôi vậy nè, chạy mặt vậy nè. À, nhà của cô đây ha. Dạ. Gặp em đó. Ra biểu rồi con. Ồ, cái giường này là ngủ chung luôn hả cô hả? Mấy bà cháu nó ngủ đó. Ồ. Đây ông, có cái tủ. Đồ của người ta cho không chứ không ở nhà không có cái gì luôn á. Đó, vậy đó nè. Đây nè. Đây là gớt từ khúc luôn hết trơn nè. Kêu chị ba ra có khách. Cái này tạm bợ mà ngủ. Để đó đi, đừng đụng. Kêu chị ba coi. Cái người con thứ hai cô hả? À, nhỏ có một đứa con gái à, còn này là con của nhỏ con gái. Ồ, người cháu thứ hai. Cháu thứ ba. Đâu? Nói. Nhà cô mà sinh hoạt sao mà con thấy nó bề bộn cô ha? Trời ơi, đi tối ngày không có ở nhà con ơi. Dạ. Ồ, để quá trời xuống chứ. Nó đi lo cái đồng tiền á, chạy theo á là buổi chợ không hà con ơi, rồi không có ở nhà làm gì hết. Dạ, quá trời. Ờ. Con biết á là tiền góp, hỏi tiền góp á, đừng lo, đừng mua đồ, mua cái bàn máy may, đừng về, đừng mà mai xanh sống đó. Cô bác của anh chị thấy, cô đừng cho đụng cái mấy. Ý à? Cô rồi. Còn mẹ cô bé này đâu? Đi lãnh với số bán nhất chiều rồi. Anh đã đi bán hả? Dạ. Còn thứ ba là có chồng chưa? Chưa, nhỏ nó còn ở nhà, chưa có gì hết, còn nhỏ mà mới 18 tuổi đi mai trên công ty á. Rồi nó đi làm tiếp ở trên việc này nè. Dạ. Rồi người ta mới thấy vậy là người ta tới, người ta thấy ngồi mai kiếm từ chút vậy đó, người ta mới cho ba giải dụng về mới. Rồi sao cô lúc đó sao? Cái người cô hỏi cô là lúc cái người mà cưỡng hiếp á. Dạ. Cũng hiếp là con gái của cô á. Dạ. Sao cô không, cô biết người đó là đã là cái bản tính không tốt á. Hồi đó sao thì cô lại cho tới luôn? Tại vì cũng như nó còn nhỏ, nó chưa có đến đổi gì. Thành ra là mời công an mời lại, nếu biết bước phải quấy cho nhỏ này á thì thôi. Rồi không ngờ ở đâu mà mẹ nó tính lợi tính hại đó, rồi thành ra như vậy mình mới biết là cho rút lui luôn. Có nghĩa là người ta đang mượn cái hình thức hợp pháp để mà không ở tù. Đúng rồi. Thì đó. Không ở tù rồi sau đó cưới về xong rồi bỏ ra bình thường. Đó, vậy đó, cho người ta làm cho trôi mà. Lúc đó cô không biết hả? Không biết, mình không có biết đó. Không ở thiệt hả? Ừ. Đó. Đây là con của anh đó đó hả? Bây giờ có về thăm gì không? Không luôn, biết luôn là hồi có bầu 2 tháng mấy tới giờ luôn. Là bên là dòng họ nó khi mà cưới nhau rồi mới có bầu hay là sao cô? Cưới rồi mới có bầu. Bởi vì hồi đó là nó mới cưỡng hiếp thì mình đi báo rồi, đi mời rồi. Rồi bây giờ lo làm ăn á, mẹ nó, bà ngoại nó lo làm ăn như vậy rồi hai sáng đi bán kiếm tiền, nó về lo góp sách rồi cái. Nhà cô mấy người lao động được? Thì hai vợ chồng nó. Còn cô thì cũng như hai vợ chồng, cái người chồng của người thứ hai hả? Có mình đứa con gái á, có mình đứa con gái á, là ông ngoại thằng này á. Còn cháu ngoại á thì nó đi bán giấy số kiếm tiền mua sữa cho con đó nè. Rồi con nó bệnh mấy bữa gài rồi mới đi thăm đó, mới ra nông nổi tôi mới bị mặt mày vậy. Hả? Không. Cô bác Minh chị thấy kìa. Nhà thấy mặt trời luôn á. Đúng rồi.
Trời ơi, nó chưa hết bệnh, nó còn có một người con gái thôi, chứ là có một đứa một thôi. Mấy đứa cháu ngoại là trai hay gái? Con gái không à, ba đứa con gái không à. Ba người cháu ngoại là ba con gái nữa. Dạ. Trời ơi. Rồi có một đứa con gái đó, rồi ba đứa con gái này. Rồi giờ cái mẹ của thằng này đẻ thằng này con trai. Nhà cô mấy người mai mà con thấy bây giờ ngay lũ khủng hết à? Mẹ nó với chị hai đó, rồi chị ba nó nhảy lên mai, đứa nào cũng mai được hết. Cũng như là đứa nào cũng nhảy lên mai, tập mai nấu với giải đừng cho nó mai ra bờ vậy đó. Vậy là bây giờ bà ngoại nuôi cháu luôn, nuôi cóc luôn. Ờ đó, từ miếng giấy dụng vậy nè con, rồi nói ra từ miếng vậy đó, đặng mai ra cái bợ. Giờ đi bán vé số hết rồi hả? Mẹ nó thì đi bán bợ với bán bao nước đá vậy nè. Là nhà, tổng cộng là nhà này là 7 người ở luôn. Dạ, 7 người. Mấy cái giường? Hai cái giường ngoài trước con gặp ở ngoài trước này là cái đó đó. Này, không? Ờ, bây giờ người ta thấy nằm không ấy thì người ta cho tên là ba đồ gãy rồi về nấu rồi chim lại đặng mà mình kê để mình ngủ. Là cô với nhỏ thứ ba ở đó. Còn trong này hai vợ chồng của con gái với nhỏ cháu ngoại nè. Ngủ đây đặng coi chừng nhỏ nè. Sao nhà cô không dẹp dọn đồ bớt? Dẹp gì con ơi, bây giờ lu bu cái đồng tiền không có, rồi cứ nó lo sáng đi bán rồi kiếm tiền, rồi kiếm gạo, rồi về cái đủ thứ tiền hết trơn, rồi dọn không có kịp. Cô thì khi nào cô làm được thì cô làm không được thì bỏ bê đó. Nhà này cô cất lâu chưa? Cái này là người ta thấy người ta cũng che giải vậy đó, rồi người ta mới anh chị bên chồng nó mới bỏ ra 2 triệu mấy đi mua ba tôn cũ về che đỡ đó. Là nghe anh Quý nó giới thiệu cái hoàn cảnh của cô là nghe cô bị bệnh nữa. Cô thì cô cũng bị bệnh đó. Dạ. Rồi đó mấy bữa gài mà cô bị là cô đầu cổ cô sơ dơ sững sững hết trơn vậy, cô nằm dưới rồi nghe nhỏ này nè nó điện xuống nó cho hay, nó có cậu đi qua ngoại đi về, cái rồi sáng cô mới bao xe đi về. Cô về cô mới kêu nhỏ chị nó chạy qua rằng nói với cậu đi, để thôi để cậu đi kiếm ngoại không có gặp. Dạ. Đó. Chứ cô nói thiệt. Quá trời nhiều hoàn cảnh không gặp. Hoàn cảnh nó gặp gì ở đâu, hoạn nạn nó đủ thứ hết trơn á con ơi. Nè đi bán rồi nhờ người ta thấy vậy người ta cho thiếu tiền nè cho nên đi mua rồi phải lo tảo lo tần đặng bán đặng kiếm tiền góp cho người ta cái dằn mấy mai cứ ngày vậy đương 150 cho có nhiêu đưa nhiêu vậy hả cả ông ở với cả cô á. Yeah. Cho nên mình mới có mình mai sanh sống rồi người ta thấy vậy người ta mới là cho giải đồ về nối lại bán bao nước đá với bao bợ nhắc nầu vậy đó con. Yeah. Tối thì về ngồi mai đừng chút rồi đi ngủ ngủ cái phi thức dậy cái đi bán nữa. Yeah. Bởi vậy cho nên không có dẹp được cái gì hết trơn, nó lu bu dữ lắm. Rồi hôm nay con đến đây con nghe nó cô nói hoàn cảnh của mình á. Dạ. Yeah. Thì con biết nói gì hơn, nhưng mong là mọi cô bác của anh chị có giúp đỡ được phần nào thì con sẽ trao tay cô. Dạ. Yeah. Hôm nay thì đến đây thì con thay mặt anh Thanh là Việt Kiều Mỹ á. Dạ. Gửi cho cô 500.000 nha. Dạ. Yeah. Cô cũng cảm ơn con. Dạ. Yeah. Con biết cũng như cái miếng đất này cô nói thiệt với con là hồi đó giờ ở từ hồi đời ông bà này ha tới bây giờ người ta mới đòi tiền là 100 triệu. Nó mới lo được mười mấy triệu là nó đưa rồi, bây giờ còn là như kể như 90 triệu nữa đi. Đó, thành ra là nó phải lo tảo lo tần đặng góp sách cho người ta, đặng mà kiếm cái đồng tiền cho nó mới có đồng tiền lớn. Mà bây giờ nó tảo gì không ra mà cứ bị gặp hoàn nạn hoài vậy đó con. Chứ không phải đâu. Bởi cô nói thiệt chứ con, cô khổ quá, cô gầu quá. Cô năm nay 70 mấy tuổi rồi. Mà cô ngồi cô cũng không yên nữa, con cháu nó như vậy. Rồi bây giờ bỏ đâu, giờ cũng phải dùm chừng nó vậy đó. Đặng cho nó đi bán kiếm tiền, mua sữa, mua đồ cho con đó. Rồi thôi cô, vậy con chào cô, con về nha. Dạ. Dạ. Cô cũng cảm ơn con với... Yeah.